Công nhân xe điện ngầm ở Sao Paulo đình công. Các công nhân xe điện ngầm ở thành phố Sao Paulo đã bắt đầu đình công vào hôm nay, làm cho 4 tuyến đường xe điện ngầm bị đóng. Phương tiện truyền thông địa phương ước tính có đến 4,5 triệu hành khách sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ trong một tuần nữa, vào ngày 12 tháng 6, Sao Paulo sẽ tổ chức trận đá khai mạc của giải vô địch túc cầu 2014 giữa nước chủ nhà Brazil đá với Croatia. Đại đa số người đi xem trận đá banh này sẽ dựa vào xe điện ngầm hay xe lửa để đi đến sân vận động Corinthians nằm ngay bên ngoài khu vực đô thị rộng lớn của Sao Paulo. Sao Paulo sẽ tổ chức tổng cộng 6 trận đá banh, bao gồm trận đá khai mạc vào tuần tới. Cuộc đình công của các công nhân xe điện ngầm không thiết lập thời gian sẽ kéo dài bao lâu. Giao thông trở nên phức tạp hơn khi có nhiều người trên đường phố. Một cuộc đình công gần đây của các công nhân xe bus ở Sao Paulo đã làm tê liệt thành phố. Những người đi đường bị mất gấp 3 lần thời gian trung bình bình thường. Các cuộc đình công của các công nhân giao thông công cộng gần đây cũng đã xảy ra ở các thành phố khác của Brazil như Rio de Janeiro và Salvador là những nơi sẽ diễn ra các trận đấu của World Cup. Một người dân Sao Paulo nói các công nhân xe điện ngầm có quyền đình công để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng không nên gây thiệt hại cho người dân dựa vào giao thông công cộng. Chính quyền thành phố Sao Paulo đã đề nghị một gia tăng lương 8,7%, nhưng các nhân viên xe điện ngầm đã từ chối, nói rằng con số này chưa bằng một nửa những gì họ đang yêu cầu. Các cuộc biểu tình và đình công đã lan tràn trên khắp Brazil trong vài tuần gần đây, và nhiều nhóm hoạt động đã hứa hẹn sẽ có thêm nhiều hành động hơn nữa trong thời gian giải vô địch túc cầu 2014, kéo dài từ ngày 12 tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 7.